thầy được rồi nha. Đứng đây còn sang kịch hay. Mày em vừa xin chết đi. Em xin chào quý công ty. Em tên là Nguyễn Thị Linh và rất vui hôm nay được trúng tuyển vào công ty ạ. Dạ, em đã tìm hiểu về công ty mình rất lâu rồi và hy vọng sẽ được cống hiến cho công ty. Như thế được chưa nào? Nhất định sẽ được nào. Cô mới là người vô ý. Đây là trước cửa công ty, chứ không phải sân khấu tập kịch đâu mà cô cứ đứng nói lầm bầm cái gì ấy. Nhảy nhót linh tinh dẫn cả vào chân tôi đấy. Thì tôi đang vui nên là quá khích một tí thôi. Đúng là cái đồ công tử dẫm vào gai mùng tơi. Mới đau một tí mà đã hét toáng cả lên. Này, tôi cho anh dẫm lại đấy. Cô chắc chưa? Ừ. Cô đang nói cái gì đấy? Cô có biết là cô đang nói chuyện với ai không? À, đây ạ, đây là bạn mới đến phỏng vấn ạ. Em vừa gặp bạn ấy ở ngoài kia. Đây là giám đốc công ty mà cô đến xin việc đấy. Tôi nghĩ là cô không cần thiết phải ở đây nữa đâu. Cái điều tối thiểu quan trọng nhất là tôn trọng sếp mà cô cũng không có, thì làm sao mà làm nhân viên ở đây được. Mời cô về cho. Ơ, chị ơi, nhưng mà em còn chưa kịp thể hiện gì mà. Quá đủ rồi. Hoàn hảo. Nhưng tôi muốn nhắc cô ấy vào làm việc. Cô sắp xếp cho cô ấy làm trợ lý riêng của tôi. Nhưng mà cô ấy vừa mới có thái độ không tôn trọng sếp mà. Tôi có những tính toán riêng của mình. Còn Linh, theo tôi vào phòng làm việc. Em cảm ơn anh chị ạ. Đây là tôi sai, cô sai. Dạ, em sai ạ. Sếp đúng ạ. Cô hiểu ra chuyện là được rồi. Tôi sẽ không làm khó cô nữa. Bây giờ bắt đầu luôn công việc được chứ? Dạ được rồi ạ. Rõ hết chỗ này rồi nha. Rõ ràng đây đều là tài liệu cũ. Tại sao anh Hưng lại muốn cô ta làm nhỉ? Chắc chắn là anh ấy muốn cho con nhỏ này một bài học rồi. Đã thế, mình phải giúp anh ấy một tay mới được. Cố gắng hoàn thành cho xong nhá. Sếp Hưng khó tính lắm ý. Mai mà không có, thế nào cũng bị ăn mắng. Thật thế hả chị? Nhưng mà chị ơi, sếp giao cho em nhiều tài liệu quá. Thôi, cố gắng lên. Vừa mới vào làm, chị cũng nhiều việc như thế này ý. Cố gắng lên nhá, chị về đây.
hết giờ làm rồi, sao em còn đứng đây mà không đi về đi? Đứng đây học trang kịch hay, và em vừa diễn. Chẳng có kịch vở kịch nào ở đây cả. Xong việc, hết giờ làm rồi, thì đi về đi. Em coi chừng cô ta đấy, biết đâu lại là phu nhân của giám đốc. Cái gì? Cô ta hả? Đóng cửa đâu. Muộn vậy rồi cô làm gì chưa về nhỉ? Đồ khốn kiếp. Chết tiệt. Anh đừng có nghĩ anh là giám đốc rồi muốn làm gì thì làm nhá. Anh cứ thử ngồi gõ hết đống này xem. Tôi mà là chủ tịch một ngày á, tôi sẽ đuổi việc anh đầu tiên. Có người chỉnh thôi, tức quá chưa về được. Ai chửi sếp ạ? Sếp nghe lớn như thế thì ai dám chửi sếp ạ? Cô chứ ai? Em. Em đi. Tôi mà là chủ tịch một ngày á, tôi sẽ đuổi việc anh đầu tiên. Chiều ngày lương nhá. Sếp ơi. Sếp. Gì thế Linh? Hay đấy. Chị à, em hỏi anh có chuyện gì đây? Đây là danh sách của những ứng viên sắp tới. Mời anh duyệt ạ. Chứ cô ra ngoài gọi Linh giúp tôi. Vâng ạ. Cô vào văn phòng đi. Sếp muốn gặp cô bàn bạc cái gì kia kìa. Chị ơi, có việc gì nó gấp thế ạ? Cứ vào đi là biết, hỏi nhiều thế nhỉ? Vâng ạ. Thế nào? Anh dặn em có sai không? Thì bây giờ sự việc đã đến nước này rồi, biết làm sao được. Em sẽ hoàn thiện và gửi sếp vào tuần sau nhé. Thì anh thấy là còn sai sót gì không ạ? Dự án này rất quan trọng, nhưng mà anh sẽ giao cho em. Anh tin với sự thông minh và chăm chỉ của em. Em sẽ đem lại hợp đồng mình cho công ty. Cảm ơn sếp ạ, em nhất định sẽ không làm sếp thất vọng đâu ạ. Nếu là sao, nếu Linh không làm được, tài liệu công ty rơi vào tay rồi. Cuối cùng thì cũng xong rồi.
lần này nhất định sẽ thành công. Tại sao dự án của công ty chúng ta lại lọt vào tay công ty đối thủ? Linh, cô giải thích đi. Đây là dự án mà tôi đã giao riêng cho cô cơ mà. Em ơi, em không biết ạ. Rõ ràng là dự án này em không hề cho ai xem ạ. Cô không biết, thế chẳng nhẽ chúng tôi biết ạ? Trong khi dự án là do cô chịu trách nhiệm cơ mà. Linh ạ, cô nhận đi. Nếu không, việc làm cô đưa ra pháp luật, cô đi tù đấy. Em không hề làm mà. Không phải em đâu thế mà. Công ty của chúng ta đã thiệt hại 2 tỷ. Vậy theo như anh chị, số tiền đấy, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm đây? Dĩ nhiên, ai làm thì người đấy phải chịu trách nhiệm của mình. Vậy à? Vậy anh chị đã chắc chắn về quyết định này chưa? Đúng vậy, bọn em không hề liên quan, cũng không thể chịu trách nhiệm được. Được rồi, vậy anh chị xem cái này đi. Đừng có cần đâu. Đây là tài liệu công ty em. Anh chỉ cần làm rõ thông tin này ra trước sản phẩm của họ thì công ty anh sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Đây là tiền công của hai người. Hy vọng chúng ta sẽ có hợp tác dài dài. Rất mong được hợp tác. Còn gì để nói không? Hôm qua trên đường đi làm việc, tôi đã vô tình nhìn thấy hai anh chị ngồi với cả giám đốc công ty đối thủ. Tôi thì cũng không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ nghĩ các người này có thể là bạn thôi. Nhưng mà từ lúc nghe được cái câu chuyện này, chắc tôi cũng không cần phải nói nhiều với anh chị đâu nhỉ. Cái số tiền mà công ty thiệt hại, hai anh chị tự tìm cách mà chi trả đi. Còn nếu không trả được ấy thì biết hậu quả đấy. Anh ơi, anh tha cho em. Chỉ vì em quá yêu anh mới làm như thế thôi. Yêu tôi mà đi bán dự án cho công ty đối thủ à? Bắt nạt cấp dưới, cô không đủ tư cách. Mày, chị có thấy không? Cô đâu có ai cũng được, nhưng mà tránh xa người tôi yêu ra. Sếp,